Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một tiết mục biểu diễn cũng rất dễ thương nữa dành tặng cho tất cả quý vị, đặc biệt là các bé thiếu nhi trong ngày hôm nay. Tiết mục Xiếc Lắc Vòng với màn trình diễn của nghệ sĩ Hoàng Kim. Một tràng pháo tay thật to lên các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bảo Kim sẽ lắc 60 cái bầu. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Hoàng Kim. Và xin được cảm ơn rất nhiều.